chào các bạn. Khi nói đến Kim Tae Hee, khán giả nhớ ngay đến những bộ phim nổi tiếng mà cô từng tham gia như là Chuyện Tình Harvard, Nấc Thang Lên Thiên Đường, Mật Xanh Iris, vân vân. Tuy nhiên là ít người biết được rằng nữ diễn viên xinh đẹp này còn có gia thế khủng và học cực đỉnh nữa nhá. Và hãy cùng khám phá quá trình trưởng thành của Kim Tae Hee ngay sau đây qua video này của blog giải trí các bạn nhé. Kim Tae Hee sinh ngày 29 tháng 3 năm 1980 tại Ulsan, Hàn Quốc. Cha của cô là ông Kim Joo Moon, chủ tịch của công ty Liên Hiệp Vận Tải Hàn Quốc. Cô có một chị gái là Kim Hee Won và một em trai cũng là diễn viên với nghệ danh là Lee Won. Ngay từ khi sinh ra, Kim Tae Hee đã có gia thế châm anh, thế phiệt. Tuy nhiên không phải vì thế mà cô được chiều chuộng. Với niềm đam mê thời trang, năm 1999, Kim Tae Hee thi vào khoa thiết kế thời trang của trường Đại học Quốc gia Seoul, một trong những ngôi trường hàng đầu của Hàn Quốc. Và không chỉ xinh đẹp, cô còn rất chăm chỉ, năng động và tốt nghiệp loại giỏi nữa. Và cô hội tụ đủ các yếu tố là gia thế khủng, sắc đẹp và tài năng. Về sự nghiệp của Kim Tae Hee, tốt nghiệp đại học khoa thiết kế là vậy, tuy nhiên Kim Tae Hee lại có bước rẽ bất ngờ sang nghiệp diễn viên. Năm 2000, khi đang đi bộ ở nhà ga tàu điện ngầm Seoul, thì Kim Tae Hee được một nhân viên của công ty quảng cáo nhìn thấy và mời làm người mẫu đóng các quảng cáo thương mại. Năm 2001, cơ duyên đến với Kim Tae Hee khi cô tham gia casting cho vai diễn Thời Trẻ của Lee Jong Ae trong bộ phim điện ảnh Last Prison. Và cứ tưởng chỉ thử vai cho vui thôi, không ngờ cô lại được đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho vai diễn này. Và ông cho biết, ở Kim Tae Hee có một vẻ thuần khiết như khí trời, giống với vẻ đẹp của đàn chị Lee Jong Ae. Và kể từ đó trở đi, cô tham gia hàng loạt những bộ phim Hàn Quốc. Năm 2002, Kim Tae Hee tham gia bộ phim ngắn Living in New Town và bộ phim sitcom Let's Go. Năm 2003, nữ diễn viên Hàn Quốc này góp mặt trong bộ phim truyền hình Screen và A Problem at My Younger Brother House. Tuy nhiên, sự nghiệp của Kim Tae Hee chỉ thực sự lên hương khi cô tham gia vào bộ phim Nấc Thang Lên Thiên Đường, bộ phim từng làm mưa làm gió một thời tại châu Á. Và trong bộ phim, cô đã thể hiện xuất sắc và ấn tượng khi đóng vai cô em gái độc ác của Choi Ji-won. Và sau thành công đó, từ năm 2004 trở đi, Kim Tae Hee được giao các vai chính trong rất nhiều bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng. Trong đó nổi bật là vai diễn trong bộ phim Chuyện Tình Harvard. Bộ phim một lần nữa giúp Kim Tae Hee trở thành sao Hoàng An. Năm 2006, nữ diễn viên xinh đẹp này thử sức trong bộ phim điện ảnh The Last Lead. Năm 2007, cô tiếp tục đóng bộ phim Venus and Mars. Và thành công tiếp tục đến với Kim Tae Hee có bộ phim chống tội phạm mang tên Mật Xanh Iris. Và nhờ bộ phim này, cô đã đạt giải Excellent Awards ở hạng mục Miniseries, và đây cũng là giải thưởng đầu tiên của cô. Năm 2010, Kim Tae Hee tham gia bộ phim điện ảnh về đề tài thể thao đua ngựa Grand Prix. Năm 2011, cô quay lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong bộ phim My Princess và bộ phim Boku to Star No 99 Nichi. Năm 2013, Kim Tae Hee lần đầu đóng phim cổ trang trong bộ phim Tình Sử Giang Ốc Dung. Trong bộ phim này, cô vào vai phi tần Giang Huy Bin. Và cùng năm này, cô vào vai vợ của Vương Hi Chi trong bộ phim truyền hình Trung Quốc cùng tên. Năm 2015, nữ diễn viên tham gia bộ phim truyền hình của đài SBS mang tên Zong Pa và rating trên 20%, đóng cùng với bạn diễn Joo Won. Sau đó, Kim Tae Hee nghỉ diễn để chăm sóc gia đình. Mai đến năm 2020, Kim Tae Hee tiếp tục tái xuất trong bộ phim Hi Bye Mama. Trong bộ phim, cô vào vai một người mẹ ma, hết lòng thương yêu và hy sinh cho con của mình. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất khá thành công, đời tư của Kim Tae Hee cũng rất được chú ý khi kết hôn với Biren. Cụ thể, năm 2013, tờ báo Dispatch lựa chọn mở bát bằng việc khui ra chuyện tình cảm của Kim Tae Hee và Biren khiến cho công chúng vô cùng ngỡ ngàng. Bởi vì họ chẳng hề có chút liên quan như là đóng phim hay là từng làm việc chung với nhau. Và dù gặp phải luồng ý kiến trái chiều, tuy nhiên Kim Tae Hee và Biren vẫn yêu nhau suốt 4 năm trời. Cho đến ngày 19 tháng 1 năm 2017, thì họ chính thức về chung một nhà. Và cùng năm đó, cặp đôi tiếp tục đón chào cô con gái đầu lòng rất xinh xắn. Và sau khi kết hôn, Kim Tae Hee tạm rời xa đóng phim, tập trung chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Khán giả lúc nào cũng được nhìn thấy những hình ảnh tình tứ mỗi khi Biren xuất hiện cùng với Kim Tae Hee khiến cho khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Và dù trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Kim Tae Hee vẫn bị đánh giá là diễn xuất chưa tới, tuy nhiên hình ảnh của cô vẫn luôn đẹp ở trong mắt công chúng. Và hy vọng một ngày không xa, khán giả sẽ được tiếp tục nhìn thấy Kim Tae Hee ở trên màn ảnh nhỏ. Đến đây thì video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé!